Đâu? Nó lây sang ngoài bên luôn này. Ờ, nó rơi à? Cái răng nào? À, cái răng đấy à? Lây thẳng sang ngoài bên luôn này. Anh đã nhổ hai lần. Bạn ăn nhổ rồi chứ. Rồi, anh nhổ rồi chứ. Ô đùng cái này. Bạn ăn bé nhổ cái này đi. Hy vọng bạn ăn bé lần này sẽ tự nhổ nhá. Vẫn giải thưởng vẫn là 100.000 đấy nhá. 10.000 là 10. Ôi, nó rơi ra rồi, ngửa ra lên nào. Ngửa lên, nó sắp rơi rồi, cố lên, nó sắp rơi rồi. Nó tự rơi được. Nó gãy lên mấy phần rồi, nó chỉ còn bám lại một chút thôi. Ngửa lên một xem nào. Tức lúc này nó tự rơi à? Nó tự rơi, bởi vì thực tế là nó đã gãy rồi, bây giờ chỉ có bám tí bằng lợi thôi, chứ còn chân của nó không còn nữa, con ngửa ra. Đây, đấy, con cứ gạt mạnh nó tự gãy thôi mà. Ngẩng lên muốn thế nào? Đấy, ngẩng lên thế. Đó, anh nhìn cho em xem nó sắp gãy chưa? Xong chơi đoán tinh phi nó. Rồi bẻ xong rồi chơi. Nào ngẩng lên. Ngẩng lên. Nào, anh xem em này. Thấy không, nó có tiếng rồi đấy. Đấy. Nó quá muốn rồi. Nó sắp nó đòi rơi rồi. Bây giờ con dùng tay cầm này đi. Con đưa lông này nó khắc tự rơi. Nó khắc tự rơi mình ra. Hoặc là để ngược vào trong một tí cho nó gãy cái phần mép ngoài của răng đi. Nào, tập trung. Giỏi lắm. Bây giờ nó lệch hẳn đi đúng không? Ừ, cái thằng này nó lúc này nó có lệch hẳn đi thế này. Bây giờ chỉ cần buộc cái dây vào đây xong đạp cái cửa một cái thôi, nó rất răng tôm bích luôn. Quá cực kỳ nhẹ nhàng. Không. Làm thế là sợ đấy con ạ. À. Kiểu có một cái răng bên dưới mọc lẫy đây này. Đấy, nhưng mà nó sẽ đổ ra, may là bẻ kịp nhá. Chưa. Đây rồi. Kệ nó vẫn tự rơi. Anh hộ em thế nào? Anh thử. Anh hộ. Anh thì anh không biết, cứ để lung lay nhẹ. Nào há mồm ra. Anh không bẻ. Không bẻ. Trời ơi, nó rơi rồi con nhỉ. Đâu bố thử, bố kiểm tra. Bố không bẻ. Không, bố nói lừa con một lần. Không, bố không bẻ. Đây có sẵn cốc nước lạnh này rồi. Nó nhổ á? Hả? Không, nhổ thì vào nhà vệ sinh chứ, việc gì phải nhổ ngay. Nó chỉ chảy một chút xíu máu thôi, bởi vì thực ra nó gãy hẳn rồi còn đâu. À bố ơi, Nam được nghỉ hè từ một tuần trước rồi á. Trường công được nghỉ sớm. Nghe được nghỉ hè à? Tôi nghỉ hết từ sau. Tùy từng trường, nhưng mà các bạn nào nghỉ sớm. Cho anh thử một cái nào con. Thử cái thôi. Ra rồi, nó chỉ đòi rơi ra rồi mà không đủ lực để mạnh một cái đi xem nào, dũng cảm lên, này, đẩy này, đấy, thế là xong. Ai mà chả phải bẻ, có phải mình bẻ tay không à? Tôm thì làm thế thôi chứ tôi à, cả. Nào. Bây giờ bẻ rồi răng tôm cứng đơ luôn, không bẻ nữa. Cố lên. Bẻ cái luôn. Hy vọng đây sẽ là kỷ lục của bạn ăn bé tự bẻ răng của mình nhá. Đây là một chiếc răng ở hàm trên, chính giữa của hàm trên đây. Cố lên, bạn ăn cố lên. Ôi giời, nó mềm đến mức như này rồi cơ mà. Em bố giúp. Nó mụn lắm rồi, không cần đà hạ được nào thôi. Trời ơi, đẩy mạnh ra một cái là nó ấy. Không sao, mạnh ra cái luôn. Nó rơi rồi. Bây giờ mà không ấy là nó lại cứng vào thì chết. Từ cái lợi nó chặt lại. Mạnh cái rồi. Mạnh. Dũng cảm lên. Ai mà chả phải bẻ, ngày bé bố còn phải bẻ cả hàm tổng là phải đến hơn chục cái răng phải bẻ cơ mà. Có bao giờ đi bác sĩ hay là gì đâu, tất cả đều phải tự nhổ răng hết chứ. Còn lúc này là đến mức nó mềm ngay rồi. Còn không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vì là nó không, cái răng không nào đúng như thế còn bẻ được nữa là cái răng này. Thế bố bẻ. Hả? Được không? Bình thường đi nhổ ở ngoài mất có 30.000 thôi, nhưng mà đây bố bẻ bố cho thêm hẳn 7 chục nữa là 100.000. Anh ngồi thấy thế nào? Hời quá làm gì nữa. Đây tiền để sẵn ở cái bao da điện thoại rồi. Bảo bố là cố tí nữa thế là bố cố một cái như thế nó rắc một cái xong cuối cùng là tự nó rơi bịch ra. Thank you.
bạn ăn bé quyết định đứng dậy để xử lý cái răng này đây. Nào, nào nào nào, ngẩng mặt lên bố xem nào. Đấy, bẻ nó ra đi con. Cứ đẩy mạnh ra, lúc nào nó cảm thấy nó đau thì mình dừng lại. Đẩy ra tí nữa. Đứng, 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 đứng nguyên. Đấy, giữ nguyên mồm vào tư thế đấy. Đẩy đi, đẩy đi. Chỉ một giây là xong thôi, và nó không có gì là đau ở một cái răng mũm như này rồi, vì là con không đủ dũng cảm để con tự bẻ. Hay anh bẻ hộ, anh bẻ hộ được không? Như bố anh bẻ được vì nó mềm lắm rồi. Con chỉ cần con chỉ cầm con vặt này ra một cái là xong. Con chưa bao giờ bẻ răng người khác. Không, con cứ tưởng tượng giống như mình thôi. Thôi chưa rồi, chảy máu rồi, gãy ra rồi. Đấy. Gãy rồi, gãy. Ô mọi người ơi, nhìn này. Máu rồi nha, chảy máu rồi. À, cái hàm răng ra. Nó gãy rồi. Nó gãy rồi. Lúc này quá nhiều, bây giờ nó gãy rồi mọi người. Nó chảy máu rồi. Đưa bố xem nào. Không gãy được. Bây giờ mà bữa gì cũng không được. Làm đi đưa bố. Đây, nó chảy máu còn chẳng đau nữa là bởi vì nó gãy rồi mà. Bẻ nốt đi, bẻ nốt ra đi. Bẻ nốt đi. Cần cầm ra một cái rồi. Ừ, cầm ra một cái là được. Nó máu nữa. Thì nó gãy rồi mà, nó gãy chân thì nó phải hơi rỉ một tí máu mà. Đừng dùng tờ giấy nữa, bỏ giấy ra kệ nó. Ra chưa? Lôi nó ra chưa? Bố giúp, còn không nó cứ chảy máu mãi chết. Nha. Đưa bố giúp. Nó chảy máu cả đêm thì chết dở con. Đây này bố hộ. Tự không được, tự không đủ lực. Bẻ mạnh ra một cái, bởi vì con đã bẻ được nó chảy máu rồi, chứng tỏ là con đã làm nó gãy rồi mà. Không cần dùng cái này nữa, cái này để lúc nào là xong thì mình lau thấm sau. Bẻ đi đấy, đừng, không cần giấy nữa, cầm giấy nó khó. Đẩy mạnh ra. Cầm đây này, cầm cái món này đấy, bẻ cái ra. Phải cầm chặt cả hai, đừng có để lỏng. Thế nên không có chảy máu mãi chứ. Cố lên con. Cố lên anh Gấu, xong anh Gấu ra lấy ví để thưởng luôn 100 này. Lấy quyết tâm chưa? Bây giờ chỉ cần dứt khoát một cái thì mất một giây là xong. Còn bây giờ mình cứ lung lay, nó cứ cầm cầm mãi, nó càng khó chịu. Này, dứt khoát một cái. Bẻ vặt ngược nó lên một cái là nó rơi ra thôi. Đấy. Không, cứ để im cái đầu. Đừng có vặt đầu thế không? Mà là anh đã bẻ rồi, anh tư vấn cho em nào. Đây. Anh ngồi lại cạnh em. Nào, ngồi lại cạnh em đây. Nào, ngồi lại. Ngồi lại cạnh em, động viên em đi. Nào, ngồi lại. Đây, anh động viên em nào. Cố lên nào. Thế anh hộ.
anh hộ thì không sợ như là bố đúng không? Vì dù sao tay anh nó cũng yếu hơn tay bố không? Anh hộ em đi. Đấy. Thôi, có nghĩa là như đưa anh hộ bởi vì tay anh nó nhẹ nhàng hơn tay bố. Bây giờ bố bảo con cứ cầm thế con vặt ngược này lên một cái là xong rồi có gì đấy thế. Nhưng mà tôi giữ vào cái răng đi tôi. Ừ, không được để vào tay. Không được để vào tay. Cố lên. Cố lên, cố lên. Kéo lên một chút nữa tôi. Đúng rồi, đúng rồi. Anh thì tôi kéo lên một tí thôi, bây giờ kéo lên một chút nữa là gãy. Một chút xíu nữa thôi, bởi vì nó đã chảy máu rồi, chứng tỏ nó gãy rồi còn gì. Đúng không? Nào. Hả? Bây giờ tôi chỉ nó còn một chút. Hay là để bố. Bây giờ bố chỉ cần là chứ là 10 giây bố bẻ luôn. Một là nếu là tôi thì mãi không vẫn chưa bẻ được. Hai bố. Dùng tay không hai là bố, hai là bố trơn. Thì bố sẽ làm hơi đau nhưng mà chỉ cần 10 giây thôi là bố bẻ được. Bố chỉ cần 1 giây thôi, đếm 1 một cái là xong luôn. Không cần phải đếm lên 2. Bố đi, chọn 1 giây hay chọn 1 giây. Tự đi con, cầm thật chặt vào và dũng cảm lấy một hít một hơi thật sâu và nghĩ trong đầu là tạm biệt răng, thế là đẩy ra luôn. Thế kiểu như thế. Đúng rồi, động tác thế là đúng rồi, bây giờ chỉ cần chặt tay vào cái là xong. Được rồi, nghĩ cái gì vui được. Bỏ giấy ra. Nào, hít một hơi thở đi. Hít một hơi. Rồi, đấy, lấy lại bình tĩnh rồi. Nào, hai bẻ mạnh. Đấy, bây giờ bẻ cầm chặt xuống anh kia bẻ rồi. Nào, bây giờ bố mấy anh cổ vũ cho em nhá. Nào, dũng cảm lên, hít một hơi thật sâu. Có bố mấy anh đợi rồi. Tạm biệt răng. Nào 3, 2, 1, tạm biệt. Cạch một cái. Thế là có 100 luôn. Mà lại được nhổ răng, mọc răng mới. Răng mới thì vĩnh viễn không bao giờ thay nữa. Mỗi người chỉ thay răng có một lần duy nhất trong đời thôi. Nào cố lên con, dùng tay phải đi con, tay thuận. Rồi, đấy. Động tác như thế đúng rồi, chỉ cần cầm chặt răng vào là được. Ê, anh hộ em một cái. Sợ. Không sợ. Có bố mấy anh đi rồi, nhiều người còn phải ngồi bẻ một mình còn sợ nữa. Đây có bố mấy anh động viên như thế rồi, nào dạy con. Mà vấn đề là nó là một chuyện rất bình thường, ai cũng phải trải qua mà. Bẻ một mình còn sợ, mẻ một mình đã khó là. Đấy, con tự cảm thấy là nó sắp gần như là rơi ra rồi còn gì đúng không? Có anh của anh bảo là đây cái đám này cái kia dẫn đường nào làm cho anh này. À với cái tay này làm cái nào.
bây giờ con như là một người đang thiền ý, xong con nhắm mắt, như là một chìm vào giấc ngủ ý, nhắm mắt và mở miệng ra. Nào tay đấy, đúng rồi đấy, thế rồi hắn miệng ra, không để ý đến anh. Đừng đấy, làm thế là đúng rồi, bây giờ không được mở mắt nữa. Chưa kịp, anh chưa kịp cầm. Nào, vì con sẽ sợ. Nào ngồi thiền đi, ngồi thiền như thế vừa rồi, xong rồi há miệng ra. Ngồi thiền là tốt lắm rồi, đúng như thế rồi. Nào, cố lên. Nào, thiền đi, nhắm mắt vào và mở miệng ra. Con nghĩ đến một bài thi đi, xong con nghĩ đến bài thi thì con sẽ không bị phân tâm vào nó nữa, con tập trung vào chuyện khác nha. Xong xuôi luôn. Nào, đứng dậy á. Không, nào nè. Đúng rồi. Nào, đấy, đẩy mạnh nó ra một cái. Xong luôn. Đấy, kiểu như thế. Đúng rồi. Gãy rồi đúng không? Rời ra chưa? Cố lên. Nào, gấu gấu hộ em đi. Nào, há miệng ra. Mất 2 giây là xong thôi, há miệng ra, xong anh cầm vào và lôi nó ra, thế là xong. Mà đỡ phải lằng nhằng chứ bây giờ càng để lâu mình càng khó chịu. Nào, quyết tâm đi con. Hơi xong bắt đầu ngay thì một cái như là xong luôn. Nào, như kiểu là tức bực vì một chuyện gì đấy, chút giận vào nó thế, nhưng mà phải tay phải cầm vào răng. Nào, hít một hơi xong ngay. Nghĩ đến vụ mà thủ môn lên giữa sân xong bị đá vào đi, thế là tức quá, xong là coi như là mắng thủ môn đi. Nào, nhìn lên không, nó lại chắc lại chết. Vì răng nó gãy rồi, anh chỉ lấy ra hộ thôi. Anh chỉ lấy ra hộ. Vì là bố biết rồi mà. Anh chỉ nhẹ nhàng anh nhấc ra. Không đau như bất kỳ lần nào cả, bởi vì nó mông lắm rồi. Nào, quay chân lại.
mắt và hai miệng ra. Bây giờ bố giúp nhé. Như này không được. Như này hết đêm mất. Nào, bố giúp. Bố dậy. Anh gấu. Nào, há miệng ra. Không. Rồi. Há miệng ra. Đấy, rồi. Lại. Hay là bố bây giờ lựa chọn một là bố hay anh gấu, vì con thì không là tự làm được rồi. Đấy, con giặt bố còn đau hơn cả nhổ răng ấy mà bố vẫn chịu được. Thôi bố giúp. Đây, bố chỉ cần một tay thôi, một tay. Đây. Chứ không giữ đầu như mọi khi. Được không? Con bẻ cạch ra một cái là xong này, bởi vì nó rơi ra rồi mà. Chứ bây giờ mình cứ sợ thì nó lại càng bám lại. Đấy, đẩy nó ra chưa? Thôi thì để anh đi. Là hưng cắn. Không, em sao em dám cắn? Bẻ được, anh chỉ một ngón như này thôi, không thể bẻ được. Thế bây có muốn nạp cứ nạp không? 100.000. Ngủ xong rồi cực chắc lại ngay. 100.000 phía trước. Đây để bố giúp nhá, anh ngấu. Bố không đau nhá. Đau thì ai người ta bẻ răng làm gì? Bây giờ cả thế giới đều phải bẻ răng cơ mà, có phải mình đâu. Cả thế giới đều bẻ. Ai lớn cũng phải bẻ mà, nó phải thay răng mà. Bây giờ một là con tự, hai là anh gấu, ba là bố, con chọn đi. Con chọn ai thì phải dứt khoát phải làm được. Đúng rồi, ai cũng sẽ phải làm được. Con chọn con à? Thế chọn con mới có phải làm được. Không phải là chuột. Thôi anh chọn anh gấu nhá. Nó chỉ đau một chút xíu thôi chứ nó có phải là ấy đâu, vì nó gãy rồi mà con. Chứ không phải là mình bẻ một cái răng nguyên si đâu. Đây là nó gãy rồi, bây giờ mọi người chỉ giúp để lấy nó ra thôi. Tốt nhất là bố giúp lấy nó ra. Không bao giờ. Chọn đi, không đau. Nó mụm lắm rồi, gần như là không có cảm giác đau gì cả. Không đau mà lại một giây rơi luôn. Thôi để quyết định bố đi nhá. À hay bây giờ bản thủ tì. Bây giờ chọn phương án nào, bản thủ tì phó mặc do may rủi. Xem vào phương án nào thì mình chọn phương án đấy nhá. Được không? Bây giờ nhắm mắt vào, há miệng ra, bố cho tay vào cái một giây xong luôn. Thế
thế là ngon lành. À, rồi đúng rồi, nhắm mắt mở ra. Đấy, hay cắn vào đấy xong giật thật mạnh ra cái là được. Đấy, nào giật ra cái là răng nó đi theo luôn. Đấy, cắn vào đấy cái, cắn chặt vào, xong anh giật ra một cái là đi luôn ra. Không được nhả đâu nhá, giật ra. Không được nhả. Bởi vì nó rơi rồi, bố chỉ giúp lấy ra thôi nhé. Bố kiểm tra giống như bác sĩ ấy. Thế con tự đi. Con tự nhưng tôm phải cố chứ. Tôm nãy giờ tôm toàn được chừa thôi. Làm to miệng ra không? Đây, bố hộ một cái. Nào. Mẹ đau rồi. Nhưng hôm nọ còn không thấy đau là gì cả. Xong mãi mãi lúc sau lúc xuống viện mới bảo là ôi đau. Miêu. Ai chả phải bẻ, vấn đề là nó đau không đáng kể gì cả bởi vì nó gãy rồi. Đau nhưng mà nó chấn thương một phần gì đâu. Không gì cả. Chỉ là rung mình hay một cái trong. Đúng rồi. Nhiều lúc ngã ba tanh, ngã tennis còn đau hơn nhiều lần. Anh ngã mà mình vẫn chưa đứng dậy và chơi tiếp luôn đi thôi. Đấy, còn đây nhổ răng đáng là gì? Không đáng là gì so với những cái đấy cả. Nó đau nhẹ hơn rất nhiều luôn ấy. Khéo nó không đau bằng bố béo và chân con ấy. À bố ơi. Mai nó lại cứng lại ngay. Đợi xong một đêm mà nó cứng lại ngay. Thôi, không cần đợi bởi vì một giây là xong luôn. Mình càng đợi thì thời gian lại càng lâu. Dứt điểm một cái và há miệng ra một cái. Là sao? Hả? Không, con há miệng. Há miệng được một cái xong luôn. Há miệng một cái xong luôn, cố lên. Thế con tự há miệng. Anh gấu á? Hay cái gì? Hả? Hả? Đi gối. À, lấy gối á? Ừ. Lấy gối nè. Ngoan lắm. Cái miệng nè. Cố lên, cố lên. Không lo. Không lo. Nó không đau vì bố biết là nó gãy rồi mà. Nhá. À, hạ gối xuống. À, hạ gối xuống, há miệng ra. Đây. Ừ. Để ôm gối vậy, ôm gối. Ừ. Ôm gối thì sẽ có một điểm tì rồi. Không đau. Không đau. Hả? Cái gì? Hả? Rồi, mình càng để lâu thì mình lại càng cảm thấy nó cảm giác sợ thôi, chứ còn thực ra nó không đau gì cả. Đây con để gối xuống bên xuống dưới. Đấy, con há miệng ra. Bố xem một tí thế đã. Chưa vẻ vội. Cái gì? Ôm gối đi.
lên mắt được. Đấy, rồi há miệng ra. Đấy, dũng cảm lên nào, dũng cảm. Không, dũng cảm lên. Dũng cảm che mắt và há miệng ra. Hả? Càng từ thì mình lại càng đẩy đẩy sự sợ hãi nó lên cao độ nhé. Không có lớp dũng cảm lắm mà bây giờ mình nhớ phải dũng cảm chứ. Con tự không bẻ được, con tự không bẻ được. Con đã sợ rồi, sợ con tự mình không thể bẻ được. Lẽ ra nó vừa nằm trong há miệng một cái xong luôn rồi. Ra một cái là nó xong mà. Bây giờ anh không tô bố không. Thì bây giờ con cứ lung lay bình thường đi xem nào. Bây giờ lung lay đi rồi. Đấy, lung lay thấy đi. Nó khắc tự rơi dần. Lung lay đi, mỗi lần đẩy mạnh hơn lần sau một tí thì nó sẽ nghiêng dần và nó tự rơi ra. Lần sau đẩy mạnh hơn lần trước một tí thì mình tự đẩy thì mình sẽ không biết được cái ngưỡng đau, mình không sợ. Nó làm gì có đau gì nữa đâu, nó gãy rồi mà. Nó lung lay liên tục bên là có một anh nhổ răng. Mà còn chẳng thấy có chuyện gì xảy ra nhỉ? Đúng rồi. Quá là nhẹ nhàng. Nó nhẹ quá là nó tự đứt luôn.
mà nhé, hôm trước bố mới nhổ là nó có cái răng mọc lẫy rồi, nó rất là chặt khó như thế mà vẫn còn bẻ một cái, đây nó chưa có mọc lẫy thì anh, rất là dễ. Anh cho bố trả tiền chưa nhá, ở của anh nhá, anh còn bị một cái răng mọc lẫy hẳn với cơ, đấy là phải tiêm thế này kia. Người ta phải tiêm cho vào lợi, xong người ta dùng kìm, người ta móc ra. Nó sợ nhiều. Đây nó gãy theo một cách tự nhiên nhất. Mọi thứ tự nhiên đều phải như vậy mà. Hôm nay thì bạn An Bé sẽ nhờ bố nổ răng nha. Hôm nay thì lần này bạn An Bé sẽ dũng cảm hơn nào. Ra đây An Bé ơi. Lần này An Bé sẽ dũng cảm hơn rất là nhiều. Và phần thưởng của An Bé là 100.000 với cả một đĩa game. Các bạn chắc chắn là ai xem video này cũng sẽ biết nhân vật này chính là Son Goku. Thế còn tên khác là Kakarot. Đúng rồi. Đây, cái này là Dragon Ball Z Kakarot PS4 nha. Đây là phần thưởng của mình. À, phần thưởng của An Bé. Đây là game nhập vai nha mọi người. Rồi. Lạnh nhá. Rồi. Nào ok. Nào. Không đau. À vì không dũng cảm mà ra. Hôm nay chính tôi còn bảo là sẽ đưa bố mà tôm. Nào. Ở đây nào. Không đau. Yên tâm, bố hứa không đau vì bố đã là quen rồi mà. Chính. Bố nó bẻ kiểu như này á. Ừ, được rồi. À. Bố nói bố lúc này không được, bố bể không được sợ luôn đấy nhá. Không bể, từ từ bố không bể. Rất là nhẹ nhàng, lấy nó ra một cách nhẹ nhàng. Chính tôi bảo thế mà. Nào. Đừng giữ tay bố. Bố đừng có lấy mạnh nhá. Ừ, không mạnh. Chính bố mạnh chứ chứ còn bây giờ trọng này bố trọng gì nữa. Ừ, bố vừa. Đừng bố tay bố. Đừng bố. Ừ. Ok. Không bám cổ thì nó không có điểm tí. Đây bố. Đừng bố tay. Còn cứ khoanh tay mà. Mẹ không sợ. Nào há miệng ra. Nhẹ một cái là xong luôn mà. Thế được. Đã chưa? Đã rồi. Không cảm thấy gì không? Cắn vào. Đấy, xong. Đây nha. Các bạn xem này. Bởi vì nó gãy rồi mà. Nó không đau đúng không? Xíu đúng không? Tức là nó rắc một cái mình cảm thấy hơi sợ nhưng mà không đau. Giỏi không? Tôi thấy bạn An Bé giỏi không? Quá giỏi. Đây là cái răng này. Rồi. Đây nó gãy lại rồi này, nó còn không còn một tí máu nào nữa cả này. Đây có một tí tí máu của cái chân này. Đấy. Có đau không? Đau lắm đúng không? Không đáng kể. Lần này không phải khóc luôn. Đây, phần thưởng cho An Bé. Oh, đây. Nào cầm. Đây, không phải khóc. Nó gãy nó không đau thì không khóc nữa. Đây nha. Nào đây. Quá dũng cảm luôn. Không nào, phần thưởng là một cái đĩa game Kakarot và 100.000. 100.000 bố sẽ biết sao. 100.000 bây giờ. Bây giờ thì clip tiếp theo thì sẽ làm clip để cho bạn bé tự bóc và tự chơi cái này, đừng là người chơi đầu tiên. Ok, bắt đầu. Bye bye.